hả cô? Chú Bảy làm đây là mấy chục năm hả chú? Con nhìn thấy chú Bảy còn khỏe quá trời, khỏe. Hồi nãy là con nhận ra chú Bảy liền đó, mà nhắc cái là chú Bảy nhớ với con liền thấy chưa? Dạ. Nói chung mình ở đây cũng nhiều á. Dạ. Qua còn cái đầu mình thấy mình cũng nhớ quen mà mình không có bị gì, nói chung là hàng ngày mình tiếp xúc rất nhiều. Nhiều phái đoàn đến. Viếng thăm. Nhắc thì nhớ. Dạ. Khoảng có 15 năm hơn hả chú? Hơn 15 năm. Hồi lúc đó hai vợ chồng con đưa mấy đoàn học sinh vô đây nè. Hồi lúc chưa xây dựng đó là xây dựng là tại đó. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Đó là nó ở đây là mới đặt sáng còn. Dạ. Bây giờ thì khang trang quá. Nhìn thấy chú Bảy còn phải mừng thiệt trời. Cái hồi đó là sao mà nó còn cái gì dạ. Muốn chụp được cái cảnh của nguyên cái đền thờ là con phải đi qua Túc Minh Công bển. Dạ.